Thưa quý vị, án mạng vì mâu thuẫn tình cảm là một trong những nguyên nhân của nhiều vụ trọng án xảy ra trong thời gian gần đây. Mới nhất là vụ án nghiêm trọng khiến hai người tử vong xảy ra vào tối ngày 15 tháng 7 tại tầng 2 một quán trà sữa nổi tiếng ở quận 12 và vụ thanh niên chém trọng thương hai cô gái trong tiệm massage vào sáng ngày 2 tháng 7. Chưa dừng lại ở đó, một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng khác lại vừa xảy ra, được nóng 24 giờ ghi nhận tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Chi tiết vụ án mạng này như thế nào, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 7 đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở căn nhà số 4, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong căn nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Quay điều tra cho thấy, căn nhà có một phòng ngủ, cổng, cửa ra vào bằng sắt. Tất cả đều khóa bên trong và đồ trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Bên trong phòng ngủ có 3 người tử vong, gồm chị T, anh NTJ, sinh năm 1980, ngụ huyện Gò Dầu, và chị NTL, sinh năm 1969, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Xung quanh hiện trường có nhiều mảnh nhựa đã cháy và có mùi xăng. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định chị T và chị L tử vong do chấn thương sọ não, riêng anh D tử vong do bị bỏng. Bước đầu điều tra, công an xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra. Thiết nghĩ những vụ giết người giả mang vì tình ái xảy ra gần đây, một phần là do quá trình giáo dục bị lỗi, thủ phạm không nhận thức được đúng đắn những giá trị của cuộc sống. Một phần vì sự ích kỷ, thiếu ý thức, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông, thiếu tình thương của người đối với người chính là nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc về nhân cách. Và để giảm thiểu được những vụ án đau lòng như thế này thì vấn đề giáo dục đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, lòng vị tha, kỹ năng sống là vấn đề mà xã hội cần phải đề cao hơn nữa trong việc giảng dạy mỗi cá nhân từ khi còn nhỏ, để khi lớn lên mỗi người sẽ biết cách cư xử hợp lý, tránh được những hậu quả xấu xảy ra trong cuộc sống. <laughs>